Hello mọi người, hôm nay hai chị em mình sẽ đi thăm vườn thanh long. Ủa? Giờ hai chị em mình sẽ đi thăm vườn thanh long tại xóm gãy Dầm Láng, Gò Công, Tiền Giang nha. Này vườn của ai? Này vườn của chú con tôi. Chú tôi hỏi chú gà chú gà hai đứa luôn nè. Giờ mình sẽ đi thăm thôi. Đi thôi. Cái này là nó cũng đang gần chín này, nó cũng hơi xanh xanh tí nè. Nè con lộn dưới đất nè cô chú. Ủa nó xanh mà nó cũng rụng nữa hả? Ấy xanh nó cũng rụng nữa. Gai không á? Quá đẹp. Ơi mũ. Có mũ á. Ê chị ba, có trứng ốc bu nè. Trứng bu hả? Mà khô rồi, nó đậu trong lúa đó. Wow. Hồi nãy em thấy trái thanh long nó chơi nó chưa rụng ở dưới đất luôn á. Ở đây là thanh long, là thanh long còn xanh, còn hơi xanh tí. Mà giờ mới thấy là cái thanh long nó đẹp dữ luôn á. Thường người ta cúng là người ta lựa mấy cái này nè, không có bị dập, không có bị gì hết. Đâu quá trời đi đã luôn. Mà sao mấy này trái nhỏ này nó vẫn rụng không mọi người? À? Ồ, cái này gọi là gì, cái lá của nó hả? Cái lá của nó tươi ra dữ luôn á. Đừng có hái nha, không được hái. Ôi là trời, Dầm Láng đón hai chị em tôi một cái nắng tét cái đầu luôn trời. Ê, vừa mới nói mắt mát được tí rồi nè. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì đây? Có gà lá hay gà bông? Cái này cái bông hả? Wow. Đúng rồi, cái này cái bông. Khi nó ra là xem ra cái bông trước. Ê chị ba ơi, kiến không? Dính xiết. À? Dính xiết dục đây. Xét lại vậy? Dính là cục xiết á. Dính cục phân em bé. Oh God, please no, no. Có đâu? Kìa. Tào lao, không phải. Cái này là cái bông nè, nó nở cái bông này ra rồi xong cái trái nó mới lên. Đây nè, này là cái bông. Để lại nha, để lại cho cũ nha. Ê! Đi mình kiếm trái nè. Kiếm trái nào mà màu xanh đã quá à, chín một cái là đã luôn á. Cô quạch đã luôn. Ở cái này chưa có chín nữa. Ở nhà hai chị em mình cũng có trồng cái cây thanh long này đó nhưng mà nó không lên nổi. À? Nó gai á nghe su. Ê, bông kìa. Bông nữa đó cưng. Thôi coi chừng dính phân em bé đi. Su, cái trái nó ốm á là nó chưa có chín. Nè. Còn cái trái nào, cái trái nó bự bự vòng vòng đây nè, bắt đầu chín đây nè. Từ từ nè. Nó bự ra nó nở mấy cái này ra nè. À? Ê, đi tiếp. Sao cái trái này chín cho gì ta? Vô vườn thanh long còn sống. Đúng rồi. Ở ngoài đây ở Tiền Giang nắng quá cho nên là còn lấy áo của chị hai con mặc luôn. Cô chú thấy con mất cười không? À dắt con đi đi. Ở đây làm gì vậy? Dạ hôm nay em đi làm gãy. À? Gãy đó bụng muốn chết luôn rồi. Bây giờ con ăn cơm trưa nha. Món nhà quê con là chính là thịt sữa. Con khoái dữ lắm. Con cứ kêu mẹ làm hoài, ai về con ngoài đời. À? Đặc sữa này là sữa ở Gò Công, Tiền Giang đúng không? Dạ đúng rồi. Đặc sản luôn. Đúng rồi. Tiếp theo là tôm tôm càng. Đúng rồi. Và đây là nguyên cái thau xôn cơm. Ủa và đi đây làm... là canh bí. Như là đi làm gãy sao ăn ngon quá vậy? Ăn sang quá vậy? Trời ơi, đói bụng muốn chết sao mà ăn món đồ không ngon được. Dạ. Hãy ăn món đồ chặt thật là ngon. Có mạnh mẽ. Có con chuột nó mạnh mẽ thì mới được làm gãy nữa. Mạnh mẽ. Đó. Ui. Tôm càng xanh tưởng nơi ấy hả? Tưởng tôm càng như cua quần đế luôn vậy đó. À? Hiện tại cái đá đâu vậy? Hiện tại thì em đang ở vườn chú con. Chú con là chú nào? Dạ chú ông nội á. Ông nội. Tùm lum tà la hả? Dạ. Đó quên một vườn trái cây luôn. Mà giờ mình ăn mình lấy sức rồi xong mình đi thăm vườn mấy vườn khác nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thăm vườn của nhiều chú nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Ai cũng là chú vậy. Đúng rồi. Dạ ăn cơm nha. Dạ ăn cơm rồi. Mời tôm ăn cơm nha. Ê, sao con tôm nó bị hỏng mắt rồi nè. Rồi ăn đi. Đây đây là mình bây giờ mình sẽ đi tới một vườn ớt đó. Trời ơi, Khánh Hùng Hiên Địa ơi. Trời ơi. Cái nhiều quá à. Ê ớt bự không à. Toàn là ớt à. Bự chà bá không à. Đỡ cây luôn này, xuống. Muốn rớt cây luôn.
là trời, đỏ có này nè. Sao ta chồng mình lên, sao nhà mình chồng lên vậy ta? Bự quá à. Hình như thường xuyên á, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối thì người ta sẽ tưới rất là nhiều để mà nó sẽ lên. Nhưng mà con chồng nó không có lên. Why are you wrong? Đúng rồi. Quá trời đỏ luôn, đã quá à. Đúng chị ba ơi. Ớt này ớt sừng trâu hết ta, ớt bự cái gì á. Vậy? Ớt này á bự và bá luôn, nếu như mà làm nước mắm á thì bá cháy bò chét luôn. Vậy có hái gì cho mẹ không? Dạ không, vườn của người ta mà. Không quên đó chứ, ta được hai mình chạy luôn. Ủa, quá trời đã rồi. Gì á? Chạy mà muốn gãy luôn nè. Quá. Đây là vườn của chú gì? Chú thứ hai. Bây giờ chú thứ hai nha. Ok, chú thứ hai này qua mua vườn ớt luôn. Ớt luôn nè. Đối xuống. Thanh Long bây giờ tới ớt luôn rồi đó. Đối xuống này là gì? Dạ. Cái này là gì? Dạ. Cái giòi nước. Đúng rồi, giòi nước tưới đó, trời đã luôn, tốt dữ luôn á. Ê dặn thử ơi, nó tạt cho má. Không có, cái này là người ta có gặt công tắc ở trong nhà sẵn á. Từ wow. Gặt lên một cái là phúng 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 luôn. Ủa? Cái này buổi chiều tưới một cái là đẹp luôn á. Ủa cái này cái gì ngộ ta? Gì? Vậy ba không biết, còn cái ớt này là hình như ớt ấy nè. Ớt hiểm, đúng rồi. Nó màu tím nè. Ôi, nắng à, muốn tét đầu luôn á. Ớt đã. Kìa, bên bển cũng là cái vườn thanh long rồi, nhưng mà người ta xây theo kiểu khác. Ta làm theo kiểu khác mình tụm. Ê, qua bển thôi gì ba. Nó có trái kìa. Cái gì? Ôi trời ơi, trái đỏ. Yeah boy. Xuống ơi, từ từ. Ôi cái bông rất. Wow. Không được, không được hái. Vườn người ta không được hái. Wow, lại giờ mới thấy trái chín luôn á. Cái này thường người ta trồng á là người ta sẽ trồng canh theo vụ đúng luôn. Người ta canh lúc đúng ngày, đúng đêm. Có trong đèn cho nó luôn. Hả? Cứ theo bông nó rớt không? Rụng chứ gì, tôi thấy rụng chứ gì. Chứ cưng dễ gì hái, cưng ngoan nè. Cái này nè, mấy trái này nè, nó bung cái đít bự ra, chuẩn bị bụng ra là bắt đầu nó đỏ rồi. Còn này nó rụng bông rồi nè. Cái này mới rụng bông à. Xin miếng bì cùi. Lụm ngắt. Bông này xu, bông người ta hái rồi ta xuống nhóc luôn kìa. Wow. Lâu nói chung là nguyên một vườn, lâu lâu có một trái nó sẽ bị chín sớm. Là màu đỏ. Ồ, chạy dữ à. Quay qua lại nó quay mất tiêu chiếc xe đi quý vị. Đâu vậy? Nó lụm tàn là trái héo không mọi người. Từ phái luôn hả? Úi, chín luôn hả? Phái rồi. Đây chủ vườn có coi thì cho xin trái này về nha. Trái này rụng chứ cưa con quá hái. Hỏi chủ vườn đi xong. Hỏi đây. Chủ vườn ơi, cho con à. Cho con chết trái thanh long rụng nha. Wow. Wow, nhóc luôn. Cái này về nhà rửa là bá cháy luôn á. Rửa bá cháy hả? Dạ. Về cho mẹ ha. Dạ. Đã quá à. Wow. Thì chồng đây tốt thiệt á. Hai chị em con đi săn mồi. Săn mồi. Qua đây. Ô, cái này nhỏ quá chồng ơi. Đảo không? Cái bự mới được. Ây da. Có sao không chị ba? Có sao đó. Thôi. Đó rồi. Nó nè. Cái trái này nó chưa ấy lắm, nó bị chín héo rồi nè. Cái này là bị chín héo. Ừ, nó chưa có nở mấy cái ở trong thịt ra mà nó chín rồi, nó đỏ rồi, nó bị chín héo. À? Dục đi chị ba. Dục đi giới thiệu nữa. Ớt này chưa thu hoạch nữa mà quá trời cái lộ quá trời đỏ rồi đó. Xanh cũng bự nữa rồi. Xanh bự hả? Dạ. Cho một trái là đã rồi. Đi hết nguyên vườn đựng trái. Còn trái trên cây nữa hái không được. Hình như cái này không có dây điện. Ê, có dây điện đây à? Có dây điện đó là trong đèn buổi tối á cưng. Bữa tối sẽ bắt lên rất là. Oh my god. Wow. Trong đèn cho đủ ngày đủ tháng để cho cái cây thanh long nó tưởng là cái đó là ban ngày á.
nên nó chín á, hiểu không? Mình sẽ đi qua cây cầu tre thắt lẻo này nha. Ôi cái cây này hình như là cái cây rồi mày xong rồi hồi. Ôi chán nhỏ xíu cái trái bự không xu 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 rồi đi xíu xuống tới đi xuống cầu này. Từ từ nha, từ từ đi cho ba coi. À kìa 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 à kìa cái này trái bự hả? Cái trái bự đâu, không có trái bự. Kìa trái dưới kìa. Đó, người ta chạy dưới đó. Trong đây là mình bán ngốc luôn nha. Đúng rồi. Đậu mèo dưới rồi nè. What? Cái này chị chín nha má. Cái này chị chín nha má. Đâu? Wow. Đi, đi rồi. Ôi, nhóc bên kia. Ngoài đó quá được. Tuốt vào đây lộn. Đó kìa. Ở kìa. Đi qua cầu thôi. Ôi, ổn không? Đi à, cái cầu này cũng an toàn. Cầu này, ây da. Cái cầu cái bản bự. Đi đi, con đi trước đi. Trở về thăm quê nơi tuổi thơ em đêm tháng năm, cầu tre mái tranh vẫn còn những nay bóng mẹ bên trời lạc mất, chiều giọt buông tan bỏ caramel đi. Bỏ caramel đi. Làm sao vậy? Bên kia bên này. Bây giờ tuy gần mà xa. Qua đây. I see your mom.